Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên cho các bạn xem một lô sen nhập mới nữa. Lô này thì cũng có nhiều bụi rất là to và già nha các bạn. Và cũng có thêm một số giống mới. Bạn nào không có thời gian xem video thì có thể lên trang web sen đá Gia Nghĩa để xem mẫu và giá cho nhanh nha các bạn. Rồi, giờ thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết từng mẫu trong lô lần này cho mọi người xem luôn. Rồi, đầu tiên ở đây thì mình sẽ có một giống cái này mới nha các bạn. Mình chưa biết chính xác nó là tên gì nữa. Nhìn bên ngoài các bạn thấy là form nó búp này, cánh nó cũng ngắn ngắn và mập nha các bạn. Đó, và cây này thì nó sẽ lên màu kiểu đỏ cam đấy. Giá của loại mới này thì nó cũng rẻ thôi các bạn, 45.000 một chậu nha. Nó cũng tầm gần gần size chung các bạn. Chậu này là 9 cm nha. Đó, 45.000 một cây. Rồi tiếp theo là bên đây cũng có một giống cũng lạ lạ nữa các bạn. Đó, cây này thì nó gần gần như cây 3D các bạn. Đó, 3D 3 màu lông gì á, nó sẽ khác một xíu nha. Cánh ngắn nè, nhiều đầu nha các bạn, lên màu đỏ này, nó có cái vệt đỏ sau lưng rất là đậm nha, sau lưng cái lá này nó có cái vệt đỏ rất là đậm. Bụi này nhỏ nhỏ vậy mà các bạn nhìn thấy nó cũng già rồi, nó nhiều đầu nha các bạn. Cây này thì có giá là 45.000 luôn nha, 45.000 cho cây này. Cây này mình chưa biết tên luôn. Rồi qua bên đây là mình sẽ có một cây Hai cream nha các bạn. Cây này thì mình sẽ để tên phía bên dưới các bạn xem cho nó dễ. Loại này là cánh mập nè các bạn, cánh rất là mập luôn nha. Đó, cánh mập và có màu xanh thiên thanh nhạt nhạt này. Đó, cây này thì mình thấy nó còn lên được màu hồng các bạn. Đó, to mập nha các bạn. Chậu này thì có giá là 130.000. Cái loại này là đang có size to nhất từ trước tới giờ mình có ở vườn nè các bạn. Đợt trước năm ngoái mình có về mà cây nhỏ nhỏ à. Đợt này về được cái cây rất là to luôn. 130.000 một cây nha, iCream. Rồi, bên đây sẽ có một bụi loại mới nha các bạn. Bụi này thì mình chưa biết chính xác nó tên gì luôn. Đó, nó sẽ lên màu cam đỏ nha. Nó lên màu cam cam đỏ đỏ và các bạn thấy là rất là già luôn. Đó, các bạn nhìn nghe cái tầng lá khô phía bên dưới á. Cái này mình chưa vặt đi á. Vặt đi là ra cái gốc thụ phía bên trong. Bụi này thì theo mình quan sát thì nó cũng là một gốc đó các bạn, 90% là một gốc rồi, bụi to nha. Đó, mấy cái bút hoa nhỏ nhỏ này, cánh ngắn này, lên màu cam đỏ nha, nhiều đầu. Giá của cái bụi mới này là 160.000 nha các bạn, 160.000 một bụi. Đó, mới to già. Rồi qua bên đây thì mình sẽ có pansy nha. Pansy này mình về cái size cũng to này các bạn. Đó, to nhiều đầu, cũng rất là già luôn, cây thụ một gốc nha các bạn. Đó, loại này thì mình còn có 4 chậu ở đây rồi, về 6 chậu mình bán 2 chậu ở vườn rồi, còn ở đây 4 chậu nha. Giá của một chậu pansy này là 220.000 nha các bạn. Đó, 220.000. Chậu này thì size nó tầm 20 cm nha các bạn, kích thước của cái chậu này tầm 20 cm pansy. Đó, to già. Rồi qua bên đây là mình sẽ có Baby Finger các bạn, nhưng mà loại này mình thấy lá nó rất là mập luôn, nó không có nhỏ nhỏ và ốm ốm như mấy cây Baby Finger mình hay thấy. Đó, không biết cái lô này nó mập lên hay sao đấy. Đó, các bạn nhìn thấy này, đó, lá tròn ngắn mập nha các bạn. Đó, màu thì nó như kiểu cây Baby Finger thì nó sẽ còn lên màu kiểu cam hồng đấy nha. Ở đây màu bình thường này, này mình quan sát là cây một gốc luôn nha các bạn, bụi này cũng to nữa. Giá của một chậu này là 150.000 nha. Đó, 150.000 một chậu, cũng to đẹp rồi. Đó. Rồi qua đây là mình có đá cam loại mới nha các bạn. Cái loại này là trước Tết mình có về một lô mà nó hết đó các bạn. Hôm nay mình về thêm một lô mới nha. Mấy bụi này cũng đẹp này, to rẻ này các bạn. Đó, cây giống mới mà giá rẻ có 50.000 một bụi thôi. Đó, bằng đợt trước Tết nha. Đó, kiểu như là cái cây cây này là cây đá cam bình thường đột biến ra các bạn. Đó, các bạn thấy là nó có một cái đầu của đá cam bình thường này. Đó, còn cái khi mà nó đột biến thì nó có thể ra cái màu này. Đó, các bạn thấy này, so sánh này, nó 50.000 một bụi nha, đá cam loại mới. Rồi còn bên đây là một bụi thụ nữa này các bạn. Đó, một gốc nha, một gốc rất là già luôn. Mình quan sát thì nó gần gần như cây sen Nhật đó các bạn, nhưng không biết phải không nữa. Nhưng mà loại này nó lên màu cũng đẹp nè, mình thấy nó lên màu kiểu cam hồng luôn các bạn. Đó, như cây bên này lên màu vàng vàng cam cam này, nó có một số cây thì lên cái màu cam đỏ. Đó,
bụi già, bụi già một gốc nhiều đầu to nữa. Đó. Chậu này thì có giá là 200.000 nha các bạn, 200.000 cho cái bụi này. Ở đây thì mình có khoảng 6 bụi các bạn, 6 bụi rất là to, 200.000 một bụi nha. Rồi còn bên đây là mình sẽ có sỏi miu nha các bạn, sỏi miu bữa nay có một lô rất là đẹp luôn, bạn thấy là lên màu như là cam hồng rất là đã rồi. Đó. Lá thì mập mạp nha các bạn, cây này thì có phấn các bạn nên là vận chuyển thì nó có thể lên phấn một xíu như thế này nha, nhưng mà không vấn đề gì hết. Đó, các bạn nhìn vô thì cũng rất là đẹp rồi. Đó. Một chậu sỏi miu này thì có giá 120.000 nha các bạn, cây một gốc nha, một gốc nhiều đầu, lá rất là mập và lên màu đẹp, 120.000 nha các bạn. Rồi bên đây là mình sẽ có mai đỏ nè, mai đỏ bữa nay có lại rồi. Và cái lô này thì nó cũng rẻ hơn đợt trước một xíu nha. 120.000 nha các bạn, bình thường là 130, 150 đấy, thì cái lô này thì chỉ có giá 120.000 thôi nha. Đó, mai đỏ nha các bạn, bụi mai đỏ 120.000. Nó cũng đẹp hết rồi. Loại này thì mình thấy nó cũng dễ trồng các bạn, nhưng mà lên màu đỏ nhiều thì nó khó thôi, chứ còn trồng thì cũng dễ thôi các bạn. 120.000 một bụi. Rồi, qua bên đây là có một giống cũng rất là xịn sò ở đây. Bụi to, đỏ, đẹp nha các bạn. Cây này thì gần như cây Red Hot á. Đó, nhưng mà đây là cái size rất là to luôn. Đó, các bạn thấy không? Full chậu nha các bạn. Full chậu nhiều đầu lỗ ra ngoài. Thì cái này gốc thì chắc chắn cũng già rồi. Đó, lên màu đỏ đẹp nha các bạn. Form búp nha. Đó, một chậu này thì chắc mình thấy là tầm 5 đầu trở lên các bạn. Đó, full chậu. Giá là 130.000 cho chậu Red Hot này nha. 130k. Rồi tiếp theo thì là mình sẽ có trung thu nha các bạn. Bánh trung thu bữa nay mình về cái lô này thì nó sẽ có va nhẹ các bạn. Đó, nó sẽ có đột biến nhẹ như thế này. Nhưng mà giá thì bằng cây thường thôi. Đó, rẻ nhưng mà được bonus thêm tí đột biến vào nữa. Cây cũng rất là già các bạn. Mình quan sát thì chắc đây là cây một gốc rồi. Đó, giá thì 80.000 thôi, bằng cây trung thu bình thường nha các bạn. Đó. Lá mập này, ngắn này. Đó, các bạn thấy không? Va này các bạn. Đó, và này đó. Giá thì bằng cây bình thường nhưng mà sẽ có thêm đột biến một tí, 80.000 nha. Rồi qua bên đây là có một bụi ngọc bích nha các bạn, ngọc bích bữa nay về cái bụi rất là chất lượng này. Đó, to đẹp phun chậu nhiều đầu nha các bạn, thấy không? Nó form nó còn búp lại nữa, cái này về mình trồng nó bung ra là nó còn to hơn nữa nha các bạn. Đó, chậu này cũng rất là già rồi, siêu khỏe luôn nha các bạn. Đó, cây già khỏe đẹp. Đó, chậu nào cũng full chậu và quá trời đầu nè các bạn. Giá của một chậu ngọc bích này là 130.000 nha. Đó. Chậu này không chơi nó hơi phí luôn. Ngọc bích size to như thế này chắc cũng ít bạn có nhiều đầu đi chứ. Đó, mình trồng ra một cái chậu to to rồi như nó bung ra rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ có kim cương nha các bạn. Kim cương loại này thì nó sẽ lên màu kiểu nâu nâu đen đen như thế này nha. Đó, lá thì cũng mập. Đó, lá mập và ngắn ngắn, phun chậu rất là xum xuê luôn. Đó, không biết bao nhiêu đầu ở trong đây để không xuể luôn các bạn. Nó màu lên thì màu nâu nâu đen đen như thế này. Giá của một chậu kim cương này là 70k các bạn. 70k một chậu cho này, chắc kim cương loại mới quá. Đó, chứ còn bình thường kim cương xanh, kim cương trắng nó khó lên được cái màu này lắm các bạn. Đó, 70k một chậu nha. Rồi qua bên đây thì cũng có một giống cũng thấy mới mới nữa, mình cũng không biết nó tên gì các bạn. Nó loại này thì kiểu màu trắng và lên màu kiểu vàng nha các bạn, vàng cam. Đó. Còn bình thường thì chắc nó sẽ là màu trắng, form búp nha. Đó. Form búp nhiều đầu, này thì cũng thụ già rồi. Đó. Giá thì cũng rẻ các bạn, 45.000 một chậu cho cái loại này thôi. Nó một loại mới giá 45.000 nha. Rồi qua bên đây là cũng một loại chưa biết tên nữa. Không biết có phải là giống chuỗi ngọc không các bạn. Nó mình nhìn không ra là cây gì luôn, gần gần cây chuỗi ngọc thôi chứ không biết chắc là nó là giống gì nữa. Nhưng mà được cái lên màu đẹp nè. Đó, màu lên cam hồng nha. Cây một gốc và gốc già các bạn. Đó, mình có thể nhìn vào một cái gốc nhỏ, một cái đầu nhỏ nữa thôi là cái gốc nó cũng ra cái màu nâu đỏ rồi nè. Nó chứng tỏ là gốc rất là già luôn nha các bạn. Đó, tầng lá thì đều đẹp rồi, màu cũng đẹp luôn, một chậu thì tầm 4 đầu trở lên, 3 4 đầu trở lên nha các bạn. Đó. Giá thì 60.000 một chậu nha.
Loại này mới, giá 60k, màu rất là đẹp. Rồi cuối cùng thì mình rồi cuối cùng thì mình sẽ có một cái combo như thế này nha các bạn. Một combo gồm có 5 cây. Mấy cái cây này các bạn mua lẻ thì tầm 45-50 nghìn một cây, nhưng mà khi các bạn mua 5 cây thì sẽ có giá là 200 nghìn và miễn phí vận chuyển nha các bạn. Nó vừa được mua rẻ hơn và vừa được miễn phí ship luôn. Trong đây thì có một số cây nha, cây giống mới lúc đầu mình quay nè, cây này cũng lúc đầu mình quay luôn. Đó, cây nãy mình mới quay nè, thêm một cây. Cây này thì mình biết thuộc dòng đế hay về lắc quynh gì nữa, cũng già thụ bụi nè các bạn, nhiều đầu. Đó, thêm một cây beauty nữa nha. Đó. Mấy cây này là đều 45 50 nghìn một cây nha các bạn. Khi các bạn mua 5 cây này thì mình sẽ miễn phí vận chuyển và sẽ có giá là 200 nghìn, thì tính ra là 40 nghìn một cây và được miễn phí vận chuyển luôn á. Rồi khi các bạn mua cái combo này thì mua thêm những cái cây nào phía bên đây thì cũng được miễn phí ship luôn nha. Đó, các bạn mua kèm những cây bên đây đều được miễn phí ship luôn. Rồi đó là những cây trong video lần này mình muốn giới thiệu cho mọi người xem. Các bạn đặt hàng cứ liên hệ vào Facebook, Zalo hoặc là số điện thoại phía bên dưới nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau nhé.